Bắn đi, bắn đi, nó. Nhà số 2 kìa, nhà số 2 kìa. Dạ vâng ạ, em bắn chết nó rồi ạ. Tôi cả liều rồi. Anh yên tâm, khi các anh gục ngã sẽ có em ở bên kia. Cường Auro xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cường Auro. Hí anh em, đấy, anh em nghe câu hí có quen không? Thì Cường Auro tự hào là đơn vị đã cung cấp thiết bị cho anh Độ Misi Refund Gaming có những buổi livestream lọc âm chất lượng. Thì nếu các bạn muốn trở thành YouTuber hay trở thành streamer mà chúng ta không dùng tai nghe khi chúng ta chơi PUBG hay là chơi Liên Minh Huyền Thoại, mà chúng ta có những cái bộ thu âm lọc âm này, hoặc các bạn muốn chôn đồng đội, thì hôm nay Cường Auro sẽ gửi đến các bạn một video tiết lộ về cái thiết bị để chúng ta lọc tiếng ồn này, hoặc chúng ta chôn đồng đội rất là hay. Mà FT Mobile đã có những video rất là nhiều rồi, tuy nhiên thì hôm nay mình mới xin phép FT Mobile để đăng tải lại cái video đấy để cho các bạn cùng xem và cùng trải nghiệm được hơn. Thì chúng ta sẽ cùng xem video này nhé. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen. Chào các bạn nha, mình là Phương Y Tá nè. Rồi, bắt lại nè. Đừng để thời gian. Được của nó anh em. Hello, chào tất cả các em. Thì trên tay mình đang làm một cái gói hang. Thì trong gói hang này đó là một cái sao cạc nhé. Sao cạc này có thể giả được tiếng con gái nhá. Đó thì mình mới đặt mua thôi. Anh em có thấy đây, mình đặt mua bên Cường Audio nhá. Số điện thoại là 0976508260 nhá. Anh em liên hệ với bên Cường Audio. Đấy, để được bên ý họ gọi là gửi hàng cho chính hãng với cả tư vấn các thứ cho anh em nhé. Đấy thì cái sau cạc này thì anh em nên mua ở những cái chỗ mà họ biết cài nhé. Còn những cái chỗ mà họ không biết cài thì anh em mua về không biết cài không giả được giọng gái đâu. Đấy, với mục đích mình mua về để giả giọng gái xem nó có ok hơn không thôi. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là bóc ra anh em nhé. gọi là chia sẻ luôn cái bí mật của mình cho anh em nhé. Đó thì mình thấy bên Cường Audio họ test cũng khá là ok rồi, thì mình đặt mua về. Tại vì anh em kêu là cái giọng của mình ấy, khi mình giả gái bằng cái cách ngày xưa ấy, thì cứ bảo là nó kiểu như bị nghẹn mũi anh em. mình mua thử cái này về mình giả xem nó có ok không. Bluetooth các thứ này. Đó. Đây mình sẽ jacket ra anh em nhé. Chua cái này thì anh em còn phải biết cách cắm các thứ nữa cơ, nó rắc rối cực kỳ luôn. Đó anh em thấy chưa, mở hộp ra phát này, trong đấy chắc chẳng ăn gì nữa, đấy bóng không thôi. Đó thì mở hộp ra nó là Blue House này, PUBG Mobile này, mình chưa. Đấy, vừa ra cái là thấy ngay PUBG Mobile luôn rồi. Ok anh em, thì bên trong của chúng ta có một cái cáp này, cáp USB anh em ạ. Đó, cổng này cổng USB này. Rồi tiếp theo là hai cái đầu 3.5 ra 3.5 này. Đấy, 3.5 ra 3.5 thôi, hai cái rác thôi. Còn bên trong của chúng ta là có một chiếc sao cạc. Đó. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây, em thấy chưa? Vừa tiếng Anh vừa tiếng Trung em nhé. Ở trên thì là tiếng Trung này, ở dưới thì là tiếng Anh này, và có rất là nhiều các chế độ chúng ta chỉnh này. Ok phết nhỉ? Đây, bình thường nó sẽ như thế này này. Đó. Mình sẽ để đây anh em nhé. Và bên trong đây có một cái miếng dán gì này, dán này mình không biết để làm gì nữa. Còn ở trong của chúng ta có cả cửu âm chân kinh, toàn tiếng Trung thôi. Thôi vứt đi, tiếng Trung thì chúng ta đọc làm gì đúng không? Chúng ta cứ liên hệ đến Cường Audio mà yêu cầu hướng dẫn thôi nhá. Đó, mua ở đâu thì anh em liên hệ đến đấy hướng dẫn, thì họ sẽ có trách nhiệm hướng dẫn cho chúng ta nha. Đây có tem bảo hành nữa anh em nhé. Đó, tem bảo hành của Cường Audio nha. Rồi, đây. Thì đây là cái sao cạc của chúng ta. Và bây giờ mình sẽ gọi là kết nối với xem là nó sẽ giả tiếng gái như thế nào em nhé. Ok anh em, thì ở đây mình đã cắm các thứ hết vào đây rồi em nhé. Anh em có thể thấy là khi mình nói này thì cái mic này nó sẽ nhảy ấy. Mic này nó sẽ nhảy ra, và cái âm thanh thì nó sẽ không có đâu. Âm thanh thì mình sẽ không lấy vào cái sau ca này nhé. Tại vì âm thanh thì mình để nghe từng chân với cả từng súng, thì mình cắm trực tiếp tai nghe ra. Đây, mình cắm trực tiếp tai nghe đỏ vào đây này. Tai nghe Hyper này, em chỉ cần tai nghe jack 3.5 này em cắm được vào nhé. Đó, và ở đây thì một cái lỗ 3.5 mình cắm vào iPad, và đây cái lỗ mic này, đây lỗ mic này này, đây cái mic xịn sò của mình này. Mic này mình cũng mua bên Cường Audio nha, mình mua mấy năm rồi cơ. Đó, anh em muốn thấy tem đây, không tiện rút ra. Đấy, cái mic này mình cũng mua bên Cường Audio, mic BM800 anh em ạ. Mình mua mấy năm của bên Cường rồi,
dùng cũng rất là ok, rất là ngon. Nó hơi cũ thì thôi vì thời gian dùng mà nó cũ không 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 tránh được rồi anh em. Đấy, rồi một chân mình lại cắm vào cái sau cạc này đấy, thì cắm nó rất đơn giản thôi, anh em liên hệ với bên Cường Audio họ hỗ trợ cho nhé. Thì nó đơn giản nhưng mà nó lại hơi kiểu phức tạp ấy, cắm nó dây dợn ấy, nó phức tạp nên mình sẽ không hướng dẫn trong cái video đấy nha, nó hơi phức tạp nên anh em sợ anh em rối lão, anh em liên hệ bên Cường Audio bên họ gửi video cho. Rồi, và đây là cái cách cắm nhé, và bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về một số cái tính năng này. Thì cái tính năng này anh em quan tâm nhất là tính năng giả gái đúng không? Đây giả gái đây, cho ấn một nút thôi. Đó, nó sẽ xanh cái này này, giả gái này, hát karaoke này, auto tune này, rồi đủ các thể loại nha, có hát auto tune anh em ạ. Mẹ vãi cứt luôn, nhưng mà mình để hát được auto tune, hát auto tune nó khó vãi đái luôn. Đấy, còn đâu này cái chức năng này là cái giả gái này, và mình sẽ ở đây mình đã chỉnh rồi anh em nhé. Đó, mình đã chỉnh theo cái ý của mình rồi để mình làm sao cho giả gái nó ok nhất, và nó lại không cả thu tiếng bàn phím chuột vào dùng cái mic này. Ờ, nó lại hay cực kỳ luôn anh em ạ. Đấy, thì mình chỉnh được ở đây này, nó không thu tiếng bàn phím chuột vào chứ hay cực kỳ luôn. Đấy, thì mình không dùng cái mic này nhé, mình dùng cái mic này cho ấm anh em ạ. Mic này nọc âm thì giọng của mình vào nó sẽ chuẩn hơn, ấm hơn, và anh em nói giọng con gái nó sẽ ok hơn. Đó, nên là anh em nên sắm cho mình cái con mic này thì nó sẽ ok hơn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ mở lên mình test cho anh em này. Đấy, nói thì nó cứ nhảy nhảy này, em thấy chưa? Đấy, nói cứ nhảy nhảy và vẫn nghe được tiếng chân, tiếng súng ở trên cái tai nghe này bình thường nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ bật lên anh em nghe nhé. Đừng để thời gian bên nhau đã thói quen. Chào các bạn nhá, mình là Phương Y Tá nè. Rồi, anh em có thể vừa nghe thấy nhá, mình sẽ mở lại cho anh em nghe nhé. Đây, đầu tiên anh em nghe trên tai nghe chơi, rồi tí mình sẽ rút cái này ra là anh em có thể nghe thấy tiếng ở trên loa ngoài nhé. Đấy, anh em thấy chưa, anh em nghe thấy ở trên tai nghe chưa, không biết anh em có nghe thấy không nhỉ, không biết anh em có nghe thấy ở trên tai nghe không, nhưng mà mình nghe ở ngoài thì khá là rõ, không biết ở ngoài anh em có nghe thấy không, tại vì tai nghe kêu nhỏ lắm. Rồi, là bây giờ mình sẽ rút cái đài ra, mình mở ra ngoài để anh em nghe nó rõ hơn nhé. À, đây, bật max volume nhé. Rồi, phát lại nè. Được của nó anh em. Mình thực sự là mình thì mình cũng không muốn share cái video này ra đâu, nhưng mà anh em hỏi mình nhiều quá, với cả mình cũng ngại anh em xem kênh mình, subscribe kênh mình mà anh em hỏi mình nhiều quá, thế là thôi thì mình chia sẻ luôn cái cách này cho anh em nhé. Đấy, thì anh em nào mà chơi PUBG Mobile mà bị lừa gái thì thì thôi anh em thông cảm giúp mình nha. Đó, thì thực ra mình cũng không muốn chia sẻ đâu ra, nhưng mà thôi anh em hỏi nhiều quá thôi, mình có cái gì bí mật thì mình cũng chia sẻ ra nhé. Rồi, chia sẻ để gọi là anh em cùng chôn nhé. Còn cách view lên máy tính nào thì anh em tự tìm hiểu nha. Cái này mình không chia sẻ nữa. Đấy, mình chỉ chia sẻ ở đây thôi. Đấy, còn có gì anh em cố gắng tự tìm hiểu nhé. Có làm thì mới có ăn anh em ạ. Câu này, chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Nhưng cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá. Ăn cứt, thế rồi nó dễ. Đó, ok anh em nhé. Đó. Đây. Phương Y Tá chưa anh em? Giống Phương Y Tá chưa? Chào các bạn nhá. Mình là Phương Y Tá nè. Ôi trời ơi. Chết con mẹ, mấy ông bắp gì mà ông chơi game rồi. Quả là giả gái cứ phải gọi thôi rồi. Đấy, thì ngoài tiếng giả gái em có thể giả được nhiều giọng nữa nhá. Ví dụ ở đây mình giả giọng bỏ mẹ gì đây này. Mình test thử anh em xem nhé. Đừng để thời gian bên nhau đã thói quen. Rồi, cái thế tôi anh em nhé. Vẫn lùi đi với giọng bò giống á. Giọng này giọng bò giống á anh em ạ. Giọng này giọng con bò giống. Đây còn giọng mấy giọng này này. Đây như giọng trẻ em này. Chip volume này. Voice mode 2 này. Chip volume là giọng trẻ em thì phải này. Thử anh em nhé. Hello, xin chào các chú nha. Cháu là Phương Y Tá này. Đấy, hình như đây giọng trẻ em thì phải vậy bạn. Đấy, đúng giọng trẻ em rồi, giọng kiểu chibi ấy. Đó, thì anh em thấy rất là nhiều chức năng nhá. Thì cái ba cái lắc là cái lắc tùy chỉnh micro nhá. À, tùy chỉnh cái mic này nè. Đó, thì anh em có thể tùy chỉnh theo ý, mỗi giọng của anh em sẽ có một cái chất khác nhau và anh em chỉnh một cái cách khác nhau và nó nói sẽ ra một cái giọng khác nhau em nhé. Không giọng nào giống giọng nào cả, giống như anh em mà muốn nói giọng Phương Y Tá như của mình thì anh em nói không được cơ. Đấy, đây mình muốn là chia sẻ cho anh em cái bộ sau cạc này. Đấy, thì bên Cường Audio họ hỗ trợ mình rất là nhiệt tình, rất là tốt, nên là mình cũng làm cái video đây để gọi là
giới thiệu hộ bên Cường Audio luôn. Đấy thì họ hỗ trợ tốt thì mình lại giới thiệu lại. Họ hỗ trợ rất tốt và mình dùng cái mic này cũng rất là lâu rồi nên là dùng khá là ok. Đó thì anh em có thể mua hàng bên Cường Audio để nhận được cái sự hỗ trợ tốt nhất anh em nhé. Đó thì mình dùng hàng tốt thì mình lại giới thiệu lại cho anh em thôi. Anh em dùng tốt thì anh em nhớ gọi là ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn tất cả nha. Giả gái đúng không? Cực kỳ phê luôn anh em nhé. Đó. Thì cái mic này nó còn hát được cả karaoke cơ anh em ạ. Nó còn hát cả karaoke xong rồi rất là nhiều các thứ luôn. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video mình hát karaoke giọng gái xem nó có ok không em nhé. Rồi cảm ơn anh em nha, xin chào anh em, bye bye nhé. Đấy, sau các thứ này anh em mua bàn phím chơi game bằng bàn phím chuột thì cứ đến hệ bên mình nhá. Anh em lưu ý là nó không ghi tiếng bàn phím chuột vào đâu. Đây mình test luôn cho anh em nhé. Đây đây là cả một cái bàn phím của mình đây, em thấy chưa? Đây bàn phím của mình nhé. Đó, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ test thử xem nó có ghi tiếng bàn phím chuột vào không nhé. Thử luôn nhé. Đây mình sẽ bật ghi này. Xin chào các bạn nhé. Đó mình đang test thử tiếng bàn phím chuột, mình bấm như một người rất là bình thường, là SDV kép di chuyển rất là bình thường anh em nhé. Rồi không biết nó có thu tiếng bàn phím chuột không. Hình như vẫn bị thu một ít anh em ạ, nó vẫn nhảy cái sóng này. Sẽ test thử xem mình nghe nó có rõ không anh nhé. À quên. Quên mình còn chưa cầm cái này vào thì nó chẳng thu, nó thu bằng cái mic ra ngoài rồi, cái do cái mic này. Bố tổ. Đấy bảo sao mình thấy lạ. Rồi, lại nhé. Xin chào các bạn nhá. Mình là Phương Y Tá đây. Đó thì không biết anh em nghe có rõ không? Mình sẽ test thử tiếng bàn phím chuột nhé. Anh em thấy chưa? Không nhảy một cái sóng nào nhá. Nó không nhảy một cái sóng nào thì chứng tỏ là nó không thu tiếng bàn phím chuột nha. Đó, thì cái bộ này nó lọc âm khá tốt luôn. Không thu tiếng bàn phím chuột luôn. Được phết nhở? Em thấy chưa? Không thu tiếng nhá, không thu tiếng bàn phím chuột nhé. Đó. Không nhảy bất cứ một cái con sóng nào luôn. Lọc âm cực kỳ tốt luôn mà mình còn dùng cái mic này nhá. Đó, mic này thì nó thu âm rất là kinh khủng luôn nhưng mà ở trong cái sao càng này nó vẫn lọc được. Rất ok luôn. Anh em mà chơi game bằng bàn phím chuột ấy mà anh em muốn kiểu đầu tư cái bộ giống của mình này để chôn để chơi thì cũng khá ok nhá. Đó thì hôm nào mình sẽ làm hẳn một cái bộ mình sẽ gọi là liên hệ bên Cường Audio mình lấy lại cái này không, mình làm hẳn một cái bộ sao cạc này nhỉ. Đó, làm hẳn một cái bộ chơi game bàn phím chuột xong rồi lại cả sao cạc mic nha các thứ, bộ này chắc đắt kinh khủng luôn. Rồi cảm ơn anh em nha, bye bye anh em nhé, cực kỳ ngon luôn, sao cạc giả gái đó anh em nhé, ok luôn. Nãy cay thật à. Sao vậy bạn? Sao mà cay thế? Lóc ba nên ọp đúng một thằng mà mỗi cay thiệt. Vật tư một hả bạn? Không sao. Trận này có mình làm y tá rồi, bạn yên tâm. Bạn này. Excellent work. Team, một team. Ok bạn ơi. Một team nè. Bắn nó đi. Enemies ahead. Ui, bắn kìa, ba cẩn thận. Đốc tai rồi bạn ơi. Hay quá. Marked a location. Ô, sao mình này. Còn một nữa nhá, còn một nữa nhá.
còn một nữa bạn nhé, theo mình này. Được chân gần mình này. Rồi trước mặt mình đó, số 2 cẩn thận nhé. Ui, đèn bom kìa. Mark the location. Băng đi. Đó. Dạ. Clear rồi ạ. Ui. Vừa đây. Ui, bạn ngồi im này. Bạn này rau dưa anh ạ. I got supplies. I got supplies. I got supplies. Anh nào này bay không ạ? Ui, cái ốp này, anh nào bắn ốp không ạ? Có xe đến đấy anh ơi, có xe. Hay quá bầu ơi. Dạ. Có bơm khói không? Không. Không. Con này rau dưa anh ạ. Em cứu được anh ở. Yên tâm. Có bom mấy tí còn 20 thằng nó đông đấy. Ui trên mình có người này. Trên em có người anh ơi. Hướng nào vậy? Đây, ngay trên đầu em lại. Ngay trên đầu em luôn đấy. Cách em có mấy mét đâu à? Clear rồi ạ. Ui nó chặt mấy anh số 2 rồi. Man. Em chặt mấy anh số 2 mất rồi. Tôi mọc bắn 23 dạ, 82 em. Em bắn gà lắm ạ, em mới chơi hả? Thế chuyện hướng FB 120 có người anh nhá. Một trăm hai mươi ạ, trong cái khu nhà ấy 145 ạ. Ok. Ui, mình ngoài bo rồi. Cái ruộng nó ở trong bo ấy, không có nhau kìa. Một thằng xuất thằng đá anh ạ. Mark the location. Một thằng rồi ạ. Bé chị Loan.
Bắn thấy ai đỡ nổi. Anh bắn gà lắm hả? Anh để thằng thằng đá nhá. Rồi rồi. Cái phòng nớt sáng có khả năng không? Mày còn nhau rồi kìa. Đây nó một thằng nữa kìa. Đây là hai team ở đây luôn đó. Có một thằng ở thằng đá thôi. Nó chạy xuống kìa. Siêu yếu rồi ạ. Thằng thằng đá siêu yếu rồi anh nhé. Hút luôn chạy vào kìa. Tung lên anh ơi, bo nó rồi. Nó đây, cứu đồng đội đấy. Đây, trước mặt em có thằng này. Trong nhà em nhé. Hay quá, hay quá. À, một thằng trong đây kìa. Mark the location. Một thằng trong đây nhé. Đây này, đây đang nằm lại. Ok anh ơi. Đó thì các bạn cũng đã xem được video này đúng không? Lọc âm rất tốt, chôn đồng đội rất tốt. Y tá đấy, Phương y tá đấy đúng không ạ? Phương y tá của các bạn đấy. Thì nếu mà các bạn nào thích cái dòng sản phẩm này của Cường Audio, với sản phẩm này không chỉ dùng để chơi game mà nó còn dùng để hát hò được nữa, thu âm live stream đều được cả. Đó thì các bạn có thể liên hệ với Cường Audio qua website cường audio.com hoặc qua Facebook fanpage facebook.com/cường audio page hoặc qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình là 0976508260 để đàn các dòng sản phẩm của Cường Audio. Hoặc các bạn muốn những cái trò chơi game hoặc những cái sản phẩm chơi game tai nghe hoặc là những cái joystick hoặc những bàn phím chơi game thì các bạn có thể liên hệ với FT Mobile. Đó, FT Mobile thì mình link của FT Mobile mình cũng sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn cùng liên hệ nhé. Đó, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Cường Audio. Video rất là hay đúng không? Cảm ơn FT Mobile rất nhiều đã có những video review rất là trung thực của mình gửi đến Cường Audio. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này và đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của Cường Audio ở ô vòng tròn giữa màn hình và xem thêm các video về cover cũng như là video giới thiệu các dòng sản phẩm của Cường Audio ở xung quanh. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.